Câu lạc bộ Quảng Nam đang tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới của mình bằng việc nhắm tới tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh, người vừa chia tay câu lạc bộ Nam Định sau khi mùa giải V-League 2023 khép lại. Đây là bước tiến quan trọng trong kế hoạch chiêu mộ tân binh để nâng cấp đội hình của câu lạc bộ sau khi họ vô địch giải hạng nhất và đạt quyền thăng hạng lên V-League. Trước đó, huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn đã thành công trong việc thuyết phục hai cầu thủ cũ của mình tại câu lạc bộ Hà Nội, bao gồm thủ môn Nguyễn Văn Công và hậu vệ trái Nguyễn Văn Vĩ, hai sự bổ sung chất lượng cho đội hình. Tuy Ngô Hoàng Thịnh không có một mùa giải thành công tại câu lạc bộ Nam Định, anh vẫn được đánh giá cao và coi là một bản hợp đồng tiềm năng cho câu lạc bộ Quảng Nam. Sự ra đi của Hoàng Thịnh sau mùa giải V-League 2023 có thể xem là một cơ hội mới cho anh để thể hiện khả năng của mình tại môi trường mới và với kinh nghiệm của mình. Anh có thể là một lựa chọn quan trọng trong tầm nhìn của huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn. Thương vụ này dự kiến sẽ được công bố trong thời gian tới, và người hâm mộ của câu lạc bộ Quảng Nam đang mong chờ xem Ngô Hoàng Thịnh sẽ góp phần nào vào sự thành công của đội bóng trong mùa giải mới.